Xin chào các bác, và ngày hôm nay em có một cái cơ hội để cho các bác có thể tiết kiệm được khi mua một cái kệ 2 tầng chất liệu gỗ mun, hàng khô kiệt luôn các bác nhá. Hàng khô kiệt, cơ sở nhà em pha được ra hoàn thiện xong là tầm độ 1 năm rồi. Thì các bác nào mà sở hữu kệ này thì vô cùng là yên tâm, không lo co ngót hay là cong vênh. Và ngoài ra nếu các bác mà mua bộ sản phẩm này hôm nay thì em xin phép bán với giá thanh lý tri ân cho tất cả các bác. Giảm cho các bác là tận 8 triệu đồng cái kệ này. Bài kệ này hiện tại các bác mua trên thị trường nó rơi vào khoảng là 20 triệu. Và trong video ngày hôm nay em giảm cho các bác chỉ còn có 12 triệu thôi cái kệ này. Và các bác nào nhanh tay nhất thì em nói thật với các bác chỉ có duy nhất một cái thôi. Thì các bác nào nhanh gọi điện ngay trực tiếp cho em khi xem được cái video này. Thì hoặc là các bác mong muốn chia sẻ cái cơ hội này cho ai thì hãy nhớ chia sẻ cái video này giúp em. Và bây giờ thì em xin giới thiệu chi tiết cái sản phẩm này, nó chất liệu làm em làm bằng gỗ mun. Và tổng thể đây các bác nhìn này, cao thì bên em đang làm là kích thước này các bác, là cao là khoảng 2m17, sâu là khoảng độ 55 phân và rộng là 2m37 các bác nhé. Ghế là được làm 2 tầng, tầng trên đó là làm cục kính đây, và chán phía trên làm rất là đẹp đây các bác nhìn này, chán phía trên làm rất là đẹp, cục kính xung quanh và đợt cũng là đợt kính luôn. Đây các bác nào mà mua về mà để tủ rượu hoặc là để những cái bằng khen, giấy khen ở trong cái tủ kính này thì rất là đỉnh cao đấy. Và ngoài ra thì cơ sở bên em còn có thiết kế tối ưu cho các bác là cái mặt này là mặt phẳng để cho các bác kê được tivi to. Các bác kê cái tivi tầm 65 inch vào đây là vô cùng thoải mái luôn, rất là đẹp. Và ngoài ra tất cả các cái khung cánh ở phía dưới này các bác nhá, cái phần bệ dưới này là thiết kế là theo phong cách kệ cột nho. Cánh cơ sở bên em làm 4 cánh đấy, 4 cánh này cơ sở bên em làm khuôn tranh là tận 4 phân, ván em đục là tận 3 phân, đục kênh bong xuống 2 phân, rất dày dặn và ván liền. Đục là đục theo tích là tứ quý, thông cúc trúc mai, đấy là tượng trưng cho xuân hạ thu đông, 4 mùa tươi tốt, mang ý nghĩa rất là may mắn, đẹp cho ai sở hữu bộ sản phẩm này thì gia đình luôn luôn là phát triển mạnh mẽ, đấy 4 mùa thuận lợi tươi tốt. Và ngoài ra đây chân phía dưới này cơ sở bên em làm là đục hoa lá tây hoa hồng. Hoa lá tây hoa hồng ở dưới yếm này. Đây và chân thì được làm chân là chân quỳ, rất là đẹp. Và kích thước dài là 2m4, cao 2m17 và sâu là 55 các bác nhá. Và các bác nào mà nhanh tay sở hữu bộ sản phẩm này thì em nói xin nhắc lại với các bác là chỉ có một bộ, một cái kệ duy nhất mà thôi. Thì các bác nào nhanh tay hãy gọi điện cho nhà em qua số điện thoại trên màn hình hoặc đến trực tiếp cơ sở nhà em đây các bác nhá. Đây em, các bác nhìn qua cơ sở nhà em là cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và qua nhà em thì các bác có thể ngồi thử, xem thử, sờ thử và có thể là chiêm ngưỡng sẵn 300 bộ sản phẩm, tất cả các loại, người thật việc thật cho các bác xem thực tế luôn, có thể ngồi sờ thử luôn. Và bây giờ thì qua đây thì em xin cảm ơn các bác đã xem video này của em, và em xin nhắc cho các bác một cái chương trình tri ân của nhà em dành cho tất cả những ai xem kênh YouTube và đăng ký kênh của nhà em thôi. Và cơ sở nhà em xin phép được tặng một phần quà trị giá là 300.000, một trong 3 bộ quà tặng ở trên màn hình đây. Thì các bác hãy nhìn và chia sẻ cái cơ hội này cho tất cả những người khác để có thể nhận được quà giống như tất cả các bác. Và đặc biệt là những bác nào nhận được quà thì cho em xin một cái phản hồi đánh giá ở phía dưới về chất lượng sản phẩm của nhà em, ở phía dưới phần bình luận. Thì qua đây thì em xin cảm ơn và luôn luôn biết ơn tất cả các bác đã quan tâm ủng hộ video của xưởng bán đồ gỗ ra tận gốc. Còn bây giờ thì em Biên xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.